chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Tân. Thì hôm nay là sẽ đẩy cái bể này qua, sẽ đem đi dưới để mà cào thôi. Sớm giờ đang chuẩn bị chuẩn bị lai gai rồi, bây giờ thì chỉ còn đậy hầm với bung ngán là ok rồi đó. Để hầm với bung ngán đó là mình đem xuống dưới ha, đâu còn gì nữa đâu, đơn giản mà. Đây, cái này là cái hầm mái, do cái mái nó cao quá và vậy nó hơi dướng ở trên này nè các bạn. Anh em xem kênh nhớ bấm vô hồi đăng ký kênh, bấm vô cái chuông nha, để cập nhật những video mới theo ngày tháng của mình. Còn rồi bây giờ thì sẽ gắn ngán, gắn sàn khô lên để mà xíu bung cào đây. Gắn ngán nè, ngán này là ngán trời, nào mình muốn tháo ra mình tháo được. Cái chiếc này mình thiết kế giống như là đồ lắp ráp gì đó các bạn, ráp vô là ok hết trơn. Cái tải mà làm chết thì mỗi lần mà muốn sửa chữa gì nó cực khổ lắm. Tiếp anh em ơi, tiếp dẫn ngán tiếp anh em ơi. Cái lớn mà anh em ơi, trời nó phải vô ngàm nó kích gạch rồi mẹ nó rồi rồi cho vô chằng khô trước rồi ngán vô sao ngán luôn gì mà khó rồi. Vậy mới chịu chưa bột hai dặn hai ốc dưới nữa. Dạ rồi, bây giờ cũng chưa tìm thấy nghi điểm ngán sao nữa, bây giờ thì bông cào để chút xíu nữa anh em mình đi dưới thì nó dễ hơn chút xíu. Hôm nay thì có nhờ mấy anh em qua phụ tiếp nha mọi người, chứ mình ơi mình gặp cái nghi điểm này ăn luôn chứ chạy gì được. Cào mà lỡ dính con cá mập một cái không biết đường sao mà gỡ luôn. Làm khô nữa. Ba nhớ nè. Cũng vòng qua sao lấy à, tại vì mũi trâu mà sao mình làm mũi trâu giả nên không có bột như mũi trâu được, phải vòng qua sao lấy luôn. Cái ngán này mà để mình bung cái miệng cào ra cho nó lớn nè, cho cá nó vô nè. Tại vì nếu mà mình để sát vô mình ghe quá thì cái chiều ngang của nó không được bao nhiêu hết trơn các bạn. Mọi gì đó mua cá một xíu cạo lên bán luôn. Bây giờ thì cho mọi người xem trước tiên là cái dáng của em nó xuống nước trước nha mọi người. Rồi xong rồi mình sẽ cho chạy thử một vòng, rồi chút xíu nữa mình sẽ bung miệng cào và chạy sau. Đây là cái dáng kiều đây. Mũi lái. Nói chung là đã làm cố gắng hết trơn rồi đó. À, mình đã canh cho nó căng chiếc ghe ra luôn ha. Kiểu giống như là không dư không thiếu luôn các bạn. Rất là may mắn. Hai chiếc rồi, cái chiếc tàu kéo cũng vậy đó. Mình đóng xong mình để đồ đạc trang trí xuống hết trơn á thì nó vừa đủ với cái chén nước luôn. Wow, mọi người thấy đẹp nhớ like cho mình nha, bấm đăng ký kênh luôn để ủng hộ tinh thần làm theo những cái sản phẩm tiếp theo mọi người. Đó, mọi người xem thấy đẹp nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha mọi người. Đây là sản phẩm mà mình mài mò đâu làm cỡ 2 tháng rồi. Hôm nay thì sóng nhẹ nhẹ nên ghe nó hơi lắc lư một chút xíu. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho nó nổ máy để mà chạy nha. Bây giờ thì mình ghim nước vô để mà chạy này. Nhờ thằng em nó quay phim giùm tại vì có mình hết nè. Đây, em
ti hơi lớn các bạn ơi. Can ti hơi lớn nên vô số là nó chạy luôn ha. Can ti hơi lớn một xíu. Hơi lớn chủ từ chối thì thấy quý thì đi. Công chạy bạo quá bạn ơi. Đó cho là Nguyễn rồi. Đây công này nghe mới xuống chạy được nghe đó. Chưa có. Mình sợ nó nghiêng thôi, tại vì ngoài đó xa quá. Rồi bây giờ mình xả cào nha các bạn. Đây chảy cào ra trên bờ sẵn rồi, hồi đầu cái mình cho lôi ra ngoài luôn mà. Để xả cào ra, cái này là phao với dây dây xích để mà cho chặn cái miệng cào để cho nó. Phao là sẽ nằm ở trên nha mọi người. Cho kiểu giống như là cho nó bung miệng trên miệng dưới, rồi bung hai bên hông thì sẽ nhờ hai chiếc dép để mà bung ra. Quá trời nó gói nồi rồi. Cái này mình chỉ mô phỏng thôi, tại vì cái gạch ngán này mình làm đồ lắp ráp đó nên mình muốn thử sức coi nó có chịu đựng nổi cái miệng cào này không nha các bạn. Chứ thử coi coi nó cào cái máy này cào nổi không. Quá trời. Cái này không có cá đâu nha mọi người, tại vì mình buộc lại thôi chứ sông lớn như thế này ở trong bờ nó đâu có cá đâu, chỉ yếu cào một hình cho mọi người xem thôi. Rồi bu đi, bu đi, bu đi. Rồi bây giờ mình sẽ đài máy nha mọi người. Đài máy cho nó chạy cào lên rồi để còn coi dép nó mở không. Rồi đứt dây ngán rồi, đứt dây ngán rồi, đứt dây ngán rồi, vụ dây ngán rồi. Rồi quay luôn vụ ngán rồi. Cái dây này mình chưa có chầu nè, bởi vì nó còn bị lỏng lỏng cái vụ. Rồi ok cho tiếp.
cho chú mũi kìa, đây có miền đó nhôm lại tôi chạy lên luôn. Chạy đi. Lên chỉnh luôn á, bây giờ mình sẽ chạy vô gần bờ nè, chứ ngoài kia xa quá là luôn nhỏ lại, chứ ngoài kia xa quá là nó không có thứ, nó không có tới đất được. Đây chúng mình gần gần trước rồi. Kéo cào nên mình chạy chậm chậm thôi mọi người ơi, để đảo tốt dầu. Con đỉnh quá. Kéo cào. Nào quên các bạn. Trời ơi nó dính cái gì vậy trời? Con cá rồi. Trời ơi nó dính con sấu rồi, nó thanh luôn, nặng dữ rồi. Con cá rồi. Cái gì đây quá trời gác rồi. Ờ dính cá rồi đó. Thôi gỡ từ từ đi, cái lớn của người ta. Đó. Đâu? À gác không. Rồi. Rồi, đây là hai không? Tàn gác không? Cái này chỉ là mô hình thôi nha mọi người. Thôi bây giờ mình sẽ đưa con cào lên trên bờ, mình lôi cái cho mọi người xem nè. Vô cho nó quậy cạn một cái nha. Cào hỏng nó dép lên mặt nước luôn rồi. Cào xịn quá vậy. Quá dữ luôn. Wow,
dữ luôn. Quá dữ luôn. Giờ sẽ cho chạy dạng dạng cho mọi người. Ốp trời ơi sống kìa mau. Cào ba vé luôn rồi. Thôi bây giờ mình đảo thêm một vòng này nữa mình lên đi mọi người. Vậy thì cũng chưa rồi chứ mình dọn dẹp chiếc ghe lại. Quá tối bữa nay rồi. Hết đốc nè. Hết lóng luôn mọi người. Cào mai chứ không phải cào chiếc. Cào đầu. Cào đầu đi chứ. Nhức răng luôn. Rồi thì bây giờ mình xin dẹp nha mọi người. Tại vì là các bạn xem nè, chạy máy nãy giờ nó nóng lên, khói gòn ra mình nhăn luôn nè. Chứ sớm giờ này kiểu giống như là mệt quá, đuối quá mọi người ơi. Chứ ở đây cũng không có cá để mà mình cào nữa nè. Tại chủ yếu là chạy thí nghiệm cho mọi người xem cái gặp ngán với cái miệng cào rồi thôi. Đó thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem là cái dáng của em nó một lần nữa. Rồi bữa nữa mình đem xuống dưới Kiên Giang giao rồi các bạn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này ha. Mọi người ở những video tiếp theo, mọi người thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha. Quay được kèo đâu.